Nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm quỳ gối nghẹn ngào trước mộ cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Sáng ngày 16 tháng 6, nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm bất ngờ thăm mộ của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, dù vừa từ Mỹ trở về Việt Nam. Tuy nhiên, nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm vẫn tranh thủ cùng một vài người thân có mặt tại mộ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh ngay từ sáng sớm. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm ăn vận đơn giản, khuôn mặt buồn bã và không chia sẻ thông tin gì ngoài việc thăm viếng mộ của người tình sân khấu Vũ Linh lẫn các đồng nghiệp khác. Một số YouTuber có mặt tại khu mộ của ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng đã ghi nhận được khoảnh khắc nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm quỳ gối nghẹn ngào trước mộ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Đây cũng là lần đầu tiên nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm về nước kể từ khi nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh qua đời hồi tháng 3 năm 2023. Trước đó, sau khi hay tin đồng nghiệp thân thiết ra đi, nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm cho hay bản thân thức trắng đêm, thương tiếc trước sự ra đi của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Tôi và nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh có nhiều kỷ niệm, thương cũng thương rất nhiều, nhưng giận cũng không ít. Tuy nhiên, những lần giận nhau mình nghĩ là không đáng vì lúc đó tôi còn trẻ. Đến giờ khi anh ra đi, bao giận hờn không còn nữa mà để lại nhiều kỷ niệm không bao giờ quên. Một người bạn diễn, một người anh mà tôi thương mến. Việc từ Mỹ về Việt Nam rất khó khăn khi ba mất, tôi cũng không về được. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm từng trải lòng về việc không về dự đám tang của đàn anh. Cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh và nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm từng là cặp đôi vàng của sân khấu cải lương. Cả hai cũng chạm đến trái tim khán giả khi vào vai tình nhân trong các vở tuồng như Hòn Vọng Phu, Sa Phu Đi Sứ, Những Đứa Con Oan Nghiệt. Theo nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền, người thầy đáng kính của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, ông từng đưa nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm đến ra mắt mình và bày tỏ ý định lập gia đình. Tuy nhiên, nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền từng khuyên học trò nên suy nghĩ kỹ càng trước khi quyết định. Bẵng đi một thời gian, nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm gác lại tất cả sang Mỹ định cư. Cặp đôi chia cắt từ đó. Trong một chương trình hồi năm 2022, khi được hỏi về chuyện tình cảm năm xưa với nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, nghệ sĩ ưu tú Thanh Thanh Tâm đã khẳng định đó chỉ là tình yêu trên sân khấu.